các bạn đang được thưởng thức giai điệu ngọt ngào và sự thể hiện cực kỳ là tuyệt vời của một cặp loa siêu khủng long đến từ Mỹ với cặp loa TV SP3 Fred Tyson. Đây là một trong những cặp loa sở hữu với cấu hình to khủng long tương đương như là một cái tủ lạnh. Sở hữu chiều cao cả chân lên tới 95 cm và nó có chiều ngang tới 62 cm trên cặp loa PV SP3. Với cấu hình này nặng tới 80 kg và nó có công suất dao động từ 400 cho tới 600 watt và trên trở kháng 8 ohm với độ nhạy cao 125 dB. Nó có thể thực hiện được các dòng nhạc với chất âm, được xếp hạng là một trong những model sở hữu chất âm đỉnh cao nhất và nổi tiếng của hãng PV với vẻ đẹp và vẻ sang trọng. Nhìn sơ bộ chúng ta nhìn từ xa thì với cặp loa này được trang bị theo một phong cách cực kỳ là gầm gừ và dã chiến, giống như là một cỗ xe tăng siêu khủng đến từ Mỹ. Mời quý vị và anh em cùng tham khảo chi tiết trước máy quay với cặp loa tuyệt đẹp và có giá trị tới hàng trăm năm của hãng PV với model SP3 Fred Tyson, một trong những tuyệt phẩm loa nổi tiếng nhất hãng. Trong phân khúc tầm giá, không quý vị lưu ý rằng nó không quá đắt đỏ ở ngưỡng ngoài 20 triệu đồng. Chúng ta thấy rằng nó là một trong những cặp loa cực kỳ là đáng chơi và đáng sở hữu. Tại sao lại như vậy thì tôi mời quý vị cùng tham khảo chi tiết trước máy quay. Phần bên trên tôi đang phối ghép cùng với con Power Game Omnifer của hãng EV NX cho voi đến từ Mỹ với công suất sở hữu ở ngưỡng 32 con đèn công suất và nó có công suất tối đa ở ngưỡng 2000W. Và công suất thực thì chúng ta thấy rằng con EV này nó có công suất thực của nó sở hữu là 1850W. Với trang bị tất cả máy của nó chạy theo chế độ hoạt động AutoWatt và được tự động điều chỉnh nguồn điện, nó cực kỳ là khỏe. Anh em có thể ghép bất kỳ một cặp loa lớn nào trong phân khúc bát 40 cũng như bát 50. Chất âm của nó thể hiện đã rất là đẳng cấp. Mà quý vị theo dõi trong những đoạn clip tôi đã giới thiệu rất chi tiết về con Power Game Omnifer này. Với chế độ cắt tần giải bát, nó có 3 chức năng. Có nghĩa là chúng ta có thể thay đổi 3 chế độ phía sau lưng để mang lại cho giải trầm xuống rất sâu và rất mềm, trong khi những con đẩy cơ nào hoàn toàn sẽ không có. Cấu hình máy của nó được thiết kế phần linh kiện của nó tương đối là nhiều, có thể nói rằng gấp đôi những con đẩy thông thường. Và vậy đây chúng ta thấy rằng đây là một trong những model cao cấp đến từ Mỹ của hãng EV NX Chavoy Power Omnifer. Phần bên trên là tôi đang phối ghép vang mic đầy đủ gồm một bộ mic Shure UGX23 4 râu lớn nhất của Shure, một con vang cơ Dynatic CS10 tích hợp cả điều chỉnh reverb cơ lẫn số, mang lại hiệu quả tối ưu nhất cho karaoke. Và mạch lọc âm sắc của con vang cơ này cực kỳ là hay, mà quý vị theo dõi thấy rằng tôi test rất nhiều với những cặp loa lớn. Và phần quan trọng nhất thì chúng ta cùng quan sát về phía đằng trước. Ở đây thì chúng ta đang được nhìn thấy một cỗ xe tăng gầm gừ được đi đến từ USA, sở hữu chiều cao tới 95 cm và nó có chiều ngang 62. Đúng rồi, 62. Tôi sẽ đo lại chiều ngang cho nó chính xác. Chiều cao của nó là chính xác luôn rồi. Chúng ta quan sát ạ. À xin lỗi, chiều ngang của nó là 67,5 cm trên cặp PV SP3 Fred Tyson. Chiều sâu của nó là tới 41 cm. Trọng lượng của cặp loa này rơi vào 80 kg và sở hữu công suất ở mức trung bình từ 400 cho tới 600 watt trên trở kháng 8 ohm và nó có độ nhạy cao từ 105 tới 125 dB. Quý vị thấy rằng độ nhạy cao này thì có thể chơi được những dòng nhạc đồng quê hay là nhạc gia, pop, rock, một số dòng nhạc với nhiều thể loại tiếng nhạc cụ thì chúng ta sẽ thấy được rằng nó cực kỳ là lợi hại, thậm chí rất là ít đối thủ có thể so đo được. Tại sao tôi lại nói như vậy và chất âm của nó lại nổi tiếng như vậy thì chúng ta cùng quan sát. Trên cặp PV SP3 Fred Tyson đến từ USA, chúng ta quan sát thấy được rằng ở đây thì nó được trang bị một cái họng kèn chiều ngang của nó. Đây là một quả kèn tai voi. Quý vị thấy rằng quả kèn rất lớn. Đây là hai cái tai voi là đích thực luôn rồi. Chiều ngang là 48 phân và nó cao tới 25 cm. Hậu của nó sâu tới 40 cm với quả kèn siêu khủng này. Được trang bị nguyên cái củ nam châm từ rất lớn.
Ở đây thì chúng ta khi mà nhìn thấy những cái càn siêu khủng như thế này thì chắc chắn rằng quý vị thấy được rằng cái sự thể hiện chi tiết về chất âm, ví dụ như là tiếng đàn guitar hay là tiếng sáo nhị hay là một số cái tiếng nhạc cụ thập cẩm cũng như là lời ca sĩ thì nó là vô địch rồi. Riêng những quả càn lớn này chúng ta nhìn thấy thì đã thấy được cái chất âm rồi. Từ cái củ nam châm đã rất lớn và được nhân hóa chất âm qua họng càn này nên rất là nhiều lần. Bởi vậy chúng ta sẽ thấy được chân thực tới từng hơi thở của ca sĩ và những cái giọng chất giọng khò khè khi mà hát. Ở những cái mức độ thể hiện chi tiết nhất thì chúng ta sẽ thấy được rằng nó thể hiện sinh động và chân thực tới từng chút nhỏ nhất với những tiếng nhạc cụ nhỏ nhất trên quả càn siêu khủng này. Phần bên dưới của cặp PV SP3 Great Station chúng ta thấy được rằng nó được thiết kế một quả bát súp hạng nặng, đường kính của nó là 41 cm, có xuất xứ đến từ USA. Chúng ta quan sát này, USA này. Quả bát súp của nó nằm sâu phía bên trong với gân vải xếp tẩm dầu và xương đúc. Nam châm từ của nó rất to và chúng ta thấy rằng tại sao mà nó lại không nằm phẳng về phía mặt trước. Ở đây thì nhà sản xuất đã tính toán một mức độ hiệu quả tối ưu và nhân hóa âm thanh. Nếu như nằm về mặt trước thì chúng ta chỉ thể hiện được uy lực của bát cũng như là chất âm thể hiện 1:1. Và khi mà cái màng loa mát và tổng thể cả loa được nằm sâu vào phía bên trong và lại được nhân hóa bởi cái họng rất lớn siêu khủng này, 68 nhân. Ở đây thì chiều cao của quả họng này, chiều ngang là 68 rồi và cao của nó lên tới 45, ước chừng khoảng 45 đi ạ. Thì nó sẽ được nhân hóa phần trung âm lên cực lớn. Đây là một trong những hiệu suất âm thanh mà rất là nhiều những cặp loa thông thường, kể cả quý vị có thể thấy những cặp loa đắt tới hàng trăm triệu hoàn toàn sẽ không có được phong cách nhân hóa trên họng của bát cũng như là quả họng kèn tai voi siêu khủng. Như vậy sơ bộ thì tôi phân tích chúng ta đã thấy được cái chất âm cũng như cấu hình mà cặp loa này nắm giữ, tại sao nó lại thiết kế cầu kỳ và nó đẹp như vậy. Thì chúng ta thấy rằng phần bên trên được ngăn khoang và được thoát hơi ra hai khe phía bên trái cũng như là phía bên phải và được thiết kế theo cấp bậc rõ ràng. Ở trên thì đương nhiên là phải nhỏ hơn, đó, tụt vào một chút, dưới thì nó to hơn, gấu hơn và được thiết kế lồi ra bên ngoài. Rất là gầm gừ, có trọng lượng 80 kg với cặp PVAY SP3. Và phần đằng sau của nó được thiết kế phân tần tự động, bảng phân tần của nó rất là lớn, tháo nó mất thời gian rất là lâu nên là tôi sẽ không tháo nữa. Và chúng ta thấy rằng model PVAY SP3 đến từ USA với trở kháng 8 ohm và công suất nhỏ nhất 200W, lớn max của nó là 300W, với hai giác cắm 6.5, 1 in và 1 out kết nối nai cho loa khác, còn rất mới, đẹp tới từng cm trên cấu hình của cặp loa khủng long này. Thùng của nó là thùng gỗ sơn chống trầy, quý vị có thể để mọi không gian, ví dụ như là nhà hàng, quán bar hay vũ trường, hay là những không gian gia đình hoặc mang di động ngoài trời, quý vị có thể ăn chơi đập phá ở những chế độ rất lớn với cặp loa này. Sơ bộ chúng ta thấy rằng cấu hình này nó đã mang lại đẳng cấp cực kỳ là tuyệt vời, rất là ít đối thủ trong phân khúc tầm giá. Điều này thì chắc chắn với quý vị rằng chúng ta không bàn cãi nữa. Về phía mặt trước của nó là nguyên một cái logo bằng thép và với chữ PVAY SP-3 PlayStation đến từ USA. Đó, Made in USA, không nói với tàu khựa và không chơi với nước thứ hai, thứ ba. Điều này thì quý vị cũng khỏi bàn cãi. Và với cặp loa khủng long trước máy quay mà tôi đang giới thiệu rất là chi tiết, mới và đẹp, có lẽ rằng quý vị thấy rằng nó đẹp tới từng cm mà không cần phải hỏi thêm bất kỳ một điều gì nữa. Cấu hình thì chúng ta đã rõ, cũng như là phần phối ghép. Trong phân khúc tầm giá, quý vị thấy được rằng với một cặp loa siêu khủng long này ở ngưỡng giá tiền trên 20 triệu đồng, quý vị thấy có xứng đáng đầu tư hay không và nó có đáng chơi hay không? Thì có lẽ chúng ta cũng đã có được câu trả lời. Với phong cách của kênh của Toàn Audio Nam Định, tôi luôn luôn giữ phong cách những anh em đăng ký theo dõi và nhiệt tình nhất thì không bao giờ khi mà quan tâm tới những tuyệt phẩm audio, nhất là những cặp loa đẹp như thế này, thì chúng ta đừng nên chần chừ và không tiếc 1.000 điện thoại. Đây là phong cách bán hàng của tôi. Còn với những anh em, một khi đã tiếc tới 1.000 tiền điện thoại thì chúng ta không nên quan tâm. Đó. Hoặc cũng có thể nói rằng một vài anh em đó điều kiện mà thậm chí tính toán đến 1.000 thì quý vị có thể bình luận một cách rất đàng hoàng trên kênh của mình và tôi sẽ trả lời quý vị sớm nhất. Và tôi cũng nói luôn rằng rất là mong sự quan tâm, đăng ký cùng ủng hộ kênh của anh em. Và với những ưu đãi tốt nhất, tôi sẽ liên tục dành cho những anh em mà theo dõi cũng như là ủng hộ kênh mình một cách nhiệt tình và chân thực nhất. Đây là những lời tâm sự của Toàn Audio Nam Định. Xin chân thành cảm ơn toàn thể những anh em đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của mình.
Rất là mong sự đăng ký theo dõi cũng như là ủng hộ kênh tiếp theo. Anh em hoặc quý vị quan tâm có thể can theo số điện thoại trên kênh của mình, Toàn Audio Nam Định, 0966 866 552. Bây giờ tôi lại mở lại một bản nhạc rất là quen thuộc để cho chúng ta cùng trải nghiệm và cùng nghe rõ những cái tiếng khò khè của ca sĩ và giọng điệu nấy hơi, nuyến náy cũng như là chi tiết từng tiếng đàn guitar tỉa tót sẽ mang lại cho quý vị một chất âm chân thực tới bất ngờ. Với sự thể hiện của cặp loa có độ nhạy cao ở ngưỡng 125 dB, chúng ta sẽ thấy rằng nó hoàn toàn cực kỳ là xứng đáng và rất là đáng chơi và đáng sở hữu trong phân khúc tầm giá chỉ nhích hơn những cặp loa lớn của tàu cửa ở phân khúc Bass 40. Chúng ta sở hữu một cặp loa hàng nòi đến từ Mỹ. Phong cách và độ sang trọng này sẽ khiến cho một căn phòng khách của quý vị phải trở nên sang trọng và lịch lãm biết chừng nào. Mời quý vị và anh em lại cùng thưởng thức tiếp chất âm rất là tuyệt vời của cấu hình tôi vừa giới thiệu. Được sự thể hiện khi mà phù hợp với những dòng nhạc mà nó sở hữu, tôi có thể nói với quý vị rằng không có điều gì để miêu tả hay ho hơn. Quý vị và anh em quan tâm can theo số điện thoại trên kênh của mình, Toàn Audio Nam Định, 0966 866 552. Một điều đặc biệt mà tôi cần nhấn mạnh và cần lưu ý với quý vị rằng với PV SP3 Prestation, một trong những cặp loa siêu khủng long của hãng PV đến từ Mỹ, đây hay còn gọi cách khác là hàng nòi Mỹ, sở hữu phân khúc tầm giá ở ngưỡng trên 20 triệu đồng. Và đây là một cặp loa sở hữu chất âm cho karaoke chuyên nghiệp, nó không có đối thủ trong phân khúc tầm tiền. Điều này thì quý vị nhìn thấy cấu hình loa thì quý vị đã thấy nguyên quả kèn tai voi siêu khủng 48 x 25 x 40, quý vị đã thấy được nó lợi hại với trung âm cỡ nào. Và khi mà cái quả bát súp 41 làm trầm từ rất lớn nằm phía bên dưới và được nhân hóa bởi cái họng siêu khủng, chúng ta có thể thấy được sự lợi hại của nó khi mà karaoke. Quý vị dù có không biết hát, hơi còn đang ở trong cổ họng đi chăng nữa, thì khi mà bén với tiếng mic của những cặp loa độ nhạy cao 125 dB này, nó rước lời hát cực kỳ là nhẹ nhàng và bay bổng.
Đây là những điều mà cặp SP3 PlayStation đến từ Mỹ nắm giữ. Rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và anh em trên toàn quốc. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.